Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và bạn một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mặt tiền thì nhưng mà cái giá chỉ bằng căn nhà trong hẻm thôi. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 3 tỷ 550 triệu ha. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị và bạn. Nhà mình thì địa chỉ là số 42A Nguyễn Duy, căn góc hai mặt hẻm ha, nhà một trệt với một lầu. Căn góc đó cô chú anh chị. Kế bên cái căn có cửa cuốn á, nằm giữa kế căn góc nè. Ngang 3,5 m và dài là 10 m nha. Nhà có giấy chủ quyền hồng một trệt với một lầu luôn ha, 3,5 tỷ nha. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Đoạn Vũ Hồng đang đứng ở đây là đằng kia là cầu chữ Y và hướng ngược lại là cầu Chánh Hưng ha. Thì nhà thì có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Nhà nằm cách trường mầm non Vàng Anh là một căn ha. Trường mầm non Vàng Anh nha, một căn nha. Nếu cô chú chị bạn có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì liên hệ với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú chị bạn xem nha. Nhà thì mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên, giá chỉ bằng căn nhà trong hẻm thôi nha. Ở đây bên hông, hẻm bên hông nhà mình nè. Rồi ngang 3,5 m dài 10, đường nhựa ha. Đằng kia là cầu chữ Y, còn hướng ngược lại là cầu Nguyễn Tri Phương nha, gần chợ Mai Am. Đây là gần trường mầm non Vàng Anh nè. Nhà mình đây ha. Hẻm hông thì hẻm 46 này là 4,5 m, nhưng mà về quy hoạch là nhà mình hết bị hẻm giới rồi cô chú anh chị đó. Nhà thì mình mua về mình ở cũng được, cho thuê cũng được, tự buôn bán kinh doanh cũng được. Mình để như vậy mình cho thuê cũng được, 12 triệu một tháng đó, cô chú anh chị. Nhà nằm gần, hiện tại thì nằm gần cầu chữ Y, gần cầu Nguyễn Chí Phương, gần quận 1, quận 5. Còn tương lai thì nhà mình sẽ ra đường mặt tiền đường, nhìn ra bờ sông, trực tiếp bờ sông, view công viên bờ sông hết cô chú anh chị. Và bờ sông Kinh Đôi này đã có duyệt làm rồi nha. Vậy bên kia mình sẽ giải tỏa, sẽ được giải tỏa và bên mình sẽ ra được mặt tiền. Nhà thì thuận tiện buôn bán kinh doanh, nhất giá 3,5 tỷ, 3,5 tỷ. Cô chú chị bạn nào muốn tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp chủ thì cứ alo cho Vũ Hồng qua số 0933797979. Vũ Hồng sẽ cho gặp trực tiếp chủ nhà để mình làm việc thêm ha. Ở dưới đây có một nhà vệ sinh và phía bên đây là gian bếp. Và đi lên lầu thì cầu thang là bằng gỗ nha. Trên sàn đây là gỗ nhưng mà xung quanh đây là chủ nhà có làm cái đà nè. Cái đà rất là chắc luôn nha. Ở đà giềng rất chắc, mình làm đúc giả thì ok luôn. Nhà có sân thượng, hai phòng phía trước với phòng phía sau. Ở đây là phòng phía trước nè. Đây là phòng phía sau. Sàn gỗ nha cô chú anh chị. Sàn gỗ ha. Ở phòng phía sau nè. Đây là cửa hông nhà mình nè. Đó, cửa hông nhà mình nè ha. Đó, bên hông nhà mình nè ha. Ở trên đây là có tấm đan đúc nè. Nhà mình xây mới thì cũng được, hoặc mình để về mình cho thuê cũng được, ở cũng được ha. Một trệt một lầu nha. Có sân thượng rộng rãi luôn ha, 3,5 tỷ, giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Ngang 3,5 m, dài 10 m, mặt tiền đường sổ hồng, hướng nam ha. Rồi hướng này là hướng đi về cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Chánh Hưng, và hướng ngược lại là cầu chữ Y nha cô chú anh chị. Ở nhà kế bên nè. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu liên lạc cái nhà này để đi xem, liên lạc với Vũ Hồng để đi xem thì liên lạc với Vũ Hồng qua số 0933 797979 ha, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Còn nếu mà có nhu cầu ký gửi nhà thì cũng liên hệ Vũ Hồng qua số 0933 787878 ha. Vũ Hồng sẽ tới định giá review nhà bán nhanh cho cô chú anh chị nha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ số 42A đường Nguyễn Duy. Nhà thì nằm ở mặt tiền đường nhựa, hướng nhà là hướng nam. Hiện tại thì nhà nằm gần cầu chữ Y, gần quận 1, quận 5. Tương lai nhà mình sẽ ra đường mặt tiền đường bờ kè. Đó, bờ kinh bên kia là công viên, trực tiếp view công viên bờ sông luôn. Ở nhà sẽ tăng lên giá trị rất nhiều luôn ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên.
Và mức giá chủ nhà đang đưa ra thì là 3,5 tỷ. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ, bao sang tên luôn ha, sổ hồng mua bán, sổ hồng chỉ công chứng sang tên. Rồi cô chú chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc Vũ Hồng ha, qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Cô chú chị bạn có bạn bè người thân đang có nhu cầu tìm mua nhà vừa ở vừa cho thuê, hoặc vừa ở vừa kinh doanh, hoặc mua kinh doanh, hoặc giữ tài sản, hoặc đầu tư, thì hãy mua căn nhà này ha, nhà mặt tiền mà giá bằng trong hẻm. Cô chú chị bạn thấy chỉ khoảng hơn 100 triệu một xíu thôi, 1m2, thì căn nhà này quá hợp lý ha. Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết video nha. Nhớ đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cho bạn bè người thân của mình. Xem xong hết video nhớ bấm ủng hộ một like ha. Vũ Hồng cảm ơn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.